xong cái phần mà hướng dẫn chữa lạnh chân, bơm máu chân, chữa lạnh chân và ngừa cái suy giãn tĩnh mạch chân, thì khoảng chừng mấy phút nữa thầy Dư Quang Châu sẽ xuất hiện. Và thầy sẽ trực tiếp hướng dẫn cái bài chữa đau thần kinh tọa. Giờ chúng ta cứ thực hành nha. Lát nữa thầy xuống mình làm một tràng cái báo báo tay thôi. Rồi. Đến đây thì ở dưới các anh chị em mình có quan sát được không? Vậy là cái bơm máu chân nó cũng đơn giản như bơm máu trên tay ấy. Nó cũng rất là đơn giản. Tức là sao ạ? Tức là cái con đường mà bơm máu nó chỉ có một con đường duy nhất thôi. Và chúng ta nhớ là không có một cái huyệt đạo nào cả. Vô cùng đơn giản, chúng ta sẽ tác động theo cái đường máu đi thôi. Rồi đúng rồi, sau khi mà bước 1 ấy, sau khi bước 1 chúng ta đưa máu động mạch xuống nuôi chân. Bước 2 chúng ta sẽ làm gì? Sẽ đẩy máu tĩnh mạch lên để nhồi máu đi được qua mấy cái van tĩnh mạch. Mọi người lưu ý là như thế này. Cái đường tĩnh mạch ấy, cái đường động mạch, sau khi mà tim chúng ta làm cái trạm bơm, nó bóp máu. Nó bóp máu ra thì nó đi theo cái đường động mạch. Và máu động mạch thì đi thẳng một lèo và bơm rất mạnh do tim nó bóp. Nhưng sau khi mà máu động mạch đã tới để nuôi tế bào thì sao ạ? Thì hồng cầu nó sẽ trao dinh dưỡng và oxy cho tế bào xong thì nó sẽ lấy lại gì? Nó sẽ lấy đi chất thải xỉ và carbonic ra khỏi tế bào. Đồng ý chưa? Lúc này nó đổ vào tĩnh mạch và nó sẽ chập các cái nhánh từ những cái mao mạch tĩnh mạch, nó bắt đầu chập dần giống như là từ những cái lạch nhỏ rồi đổ ra kênh, từ kênh đổ ra mương, mương rồi đổ ra sông gì đó. Tóm lại là chúng ta cái hình dung là nó bắt đầu chập nhánh, cuối cùng thì nó đi ra cái tĩnh mạch lớn mà chúng ta thấy nó nổi gân ầm ầm á. Mình cứ bảo nổi gân xanh nhé, là chính là những cái tĩnh mạch lớn ở trên tay, trên chân chúng ta. Thì trên tay là có mỗi một bên là có 17 cái van tĩnh mạch và dưới chân là có mỗi bên là có 22 cái van tĩnh mạch, cứ khoảng 4 cm có một cái van. Máu tĩnh mạch là máu đi trở về tim và do là cái việc trở về thì nó yếu hơn với cái việc là bóp ra, nên là ông trời ông đã cấu tạo cho cái đường máu tĩnh mạch có một số cái van. Những cái van đó có tác dụng là gì? Van nó chỉ có một chiều mà thôi, nó hoạt động một chiều và nó làm cho cái máu chỉ có thể trở về tim mà không ứ lại được ở tứ chi. Nhưng mà vì máu của chúng ta thứ nhất là có chất kết dính, thứ hai là có chất thải xỉ và do đó mà nó có thể gây lắng đọng. Đặc biệt chúng ta lại thiếu vận động nữa. Khi chúng ta thiếu vận động nó gây chậm luân chuyển dòng máu, nó gây lắng đọng ở những cái van, nó gây lắng đọng thành mạch máu. Do đó mà những cái van đó nó bị suy, nó suy thì máu hoặc là van nó mở ra mà nó đóng không hết. Mọi người nhớ nhé, suy tức là do nó đóng những cái xỉ ở hai cái bên cái van á và nó gây cứng cái van lại, sơ cái van lại, nên là van hoặc là bị suy do đóng không hết nên là máu nó ứ lại. Thay vì nó phải nhồi mỗi một cú đập, mỗi một cú mà tim đập á thì nó phải nhồi được về, nó phải nhồi được đi qua để nó về tim được không ạ? Thế nhưng mà nó nhồi không được thì nó gây ứ đọng lại ở tứ chi. Rồi, hoặc là nó đóng mà nó không có mở được thì mấy trường hợp đó đều gọi là suy van tĩnh mạch. Hay là mình cứ gọi là suy giãn tĩnh mạch. Do đó mà nó khiến cho tĩnh mạch của chúng ta nó phải căng lên, phồng ra để đủ chứa máu. Rồi căng lên, rồi phồng ra cũng không đủ chứa máu nữa. Thì nó phải giãn cả về chiều dài. Đầu tiên nó chỉ giãn cong cong thôi. Mọi người lưu ý này, chúng ta nhìn lên tay mình đi. Chúng ta nhìn lên tay mình đi ạ. Cái tĩnh mạch của chúng ta cong cong ấy, nhưng mà nếu mà chúng ta về nhìn các em bé nó chừng khoảng 2-3 tuổi ấy hoặc là dưới đó, mọi người có nhìn thấy cái tĩnh mạch của nó không? Nó thẳng một lèo như đường chim bay ấy, nó thẳng một lèo như đường chim bay, còn của chúng ta thì nó đầu vòng tới vòng lui. Rồi chúng ta còn nghe làm sao, có nhiều chỗ mà nó còn run hóa, nó còn đè chồng lên nhau do nó giãn nhiều quá, cuối cùng là
nó bắt đầu đè chồng con queo nhiều lớp, thì đấy gọi là suy giãn tĩnh mạch. Thì khi mà chúng ta làm cái bài bơm máu, chúng ta sẽ hỗ trợ cho cái việc mà nhồi máu đi qua được mấy cái van tĩnh mạch, thì từ từ chúng ta sẽ hỗ trợ cho cái phần chữa suy giãn tĩnh mạch, hỗ trợ thôi nha. Chứ còn nếu mà chữa suy giãn tĩnh mạch ấy, như đây chưa đủ, sáng thứ sáu đúng 8 dưới sẽ có cái chương trình hướng dẫn cho cộng đồng miễn phí hoàn toàn, giúp cộng đồng bà con là được học cái kỹ thuật là chữa suy giãn tĩnh mạch, tự chữa suy giãn tĩnh mạch. Và cái bài mà bơm máu này sẽ giúp rất là tích cực trong cái việc mà điều chỉnh cái chứng bị lạnh chân, do là máu nó không còn, mỗi một lần chúng ta bơm máu á, là đẩy cái số máu ứ dồn về được thì máu động mạch lại ra nuôi chân, máu tĩnh mạch lại đổ về, nên là lúc này từ từ chúng ta làm một thời gian chân chúng ta sẽ ấm. Như vừa rồi mọi người so sánh cái chân của cô, bây giờ cô phát biểu xem vừa rồi bơm máu chân xong cô cảm nhận sao? Rồi, bây giờ tôi nói nốt cái phác đồ mà chữa lạnh chân. Thứ nhất là hàng ngày chúng ta phải bơm máu chân như vừa rồi. Thứ hai là chúng ta phải tập cái bài dập gót Miculin. Dập gót Miculin là chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ đứng nhón cái gót chân lên khỏi mặt đất khoảng 1 cm, một mà thôi nha, không nhiều hơn. Và chúng ta sẽ thả lỏng cơ thể đúng cái hình ảnh ấy, mà đúng nhất ấy, gọi là phịch nó xuống. Có nghĩa là chúng ta thả cơ thể rơi một cách tự nhiên, chứ không phải là chúng ta nhấc gót cao lên rồi chúng ta đâm chảy xuống, là đấy gọi là một cái sự chấn động. Và sự chấn động đó không tốt cho các cái khớp gối, cho cột sống lưng, cho đốt sống cổ. Mọi người nhớ nhá, cái mà chúng ta thả xuống theo Miculin ấy gọi là thể dục rung động, khác với thể dục chấn động. Thể dục rung động tức là cái rung động đấy nó là một cái rung động sinh lý, nó phù hợp với lại cái hoạt động sinh lý của cơ thể. Nó cũng giống như là khi mà chúng ta bước chân bước bộ á, chúng ta bước chân bộ á, thì chúng ta mỗi một lần đi á, thì đặc biệt là nam giới thì sẽ thuận lợi hơn phụ nữ, vì nam giới không có đi giày cao gót, nên là khi chúng ta bước á, cái gót chúng ta chạm được xuống đất, mỗi một cái cú mà gót chạm được xuống đất là một cú mà chúng ta nhồi được máu đi qua cái van tĩnh mạch. Mọi người nhớ nhé. Còn chị em phụ nữ chúng ta đi trên cái 5 cái đầu ngón chân, thậm chí nhiều khi là chỉ có cái ngón cái chịu lực á, do đó lâu dần chúng ta sẽ bị mắc cái chứng suy giãn tĩnh mạch. Chúng ta thường bị suy giãn tĩnh mạch nhiều hơn nam giới, và chúng ta thường xuyên làm việc phải đứng lâu nữa. Anh em thì làm việc lớn nên là ngồi đọc báo, đúng không? Còn chị em phụ nữ thì toàn làm việc anh em làm việc nhỏ thôi, chỉ có đọc báo. Còn chị em phụ nữ toàn làm những cái việc lớn vĩ đại, nên là dễ bị đứng, bởi vì cái chứng là đứng lâu này, máu nó dồn nhiều này, mà nó không có nhồi được qua cái van tĩnh mạch, và nó gây ứ và gây suy giãn tĩnh mạch. Kết hợp với chuyện là chúng ta lại vận động trên những cái guốc cao gót nữa, nó có cái độ dốc và khiến cho cái gót chân chúng ta không nhồi được xuống dưới để tạo những cái cú nhồi máu lên. Rồi, thì nhắc lại cái phần chữa lạnh chân nha. Bơm máu chân, dập gót Miculin, chườm gan, chườm lòng bàn chân, được chưa ạ? Thế còn suy giãn tĩnh mạch thì chúng ta cũng vẫn là bơm máu chân, dập gót Miculin, chườm gan, chườm lòng bàn chân, và thêm một cái kỹ thuật nữa, đó chính là kỹ thuật mở mấy cái tắc van tĩnh mạch. Kỹ thuật này chúng ta được học ở lớp chuyên sâu, bài cuối cùng. Nhưng có một cái may mắn, thầy Dương Quang Châu cho phép chúng ta được học cái kỹ thuật này và phổ biến cho cộng đồng vào sáng thứ sáu lúc 8:30. Cũng tại đây học viên chúng ta sẽ được ra chiến trường tiếp xúc trực tiếp với lại bệnh nhân. Mọi người đồng ý không ạ? Đây là cái điều mà thầy Châu muốn, một cái kỹ thuật mà lẽ ra nó rất là phức tạp. Chữa suy giãn tĩnh mạch không phải là câu chuyện đơn giản, hay có thể nói thẳng một điều là không chữa được, mà chỉ sao để đề phòng, hoặc là để khi mà đã bị rồi á, là các cái kỹ thuật, các cái biện pháp đều là sao, đều là chạy theo nó và cố gắng làm giảm. Nhưng kỳ thực tất cả những cái kỹ thuật làm giảm đều khiến bệnh trầm trọng hơn. Ví dụ
khi chúng ta bị suy giảm tĩnh mạch, thường chúng ta sẽ được tư vấn là sử dụng cái vớ y khoa. Cái vớ y khoa đó nó sẽ bóp cái mạch máu lại. Khi chúng ta sử dụng vớ y khoa nó bóp chặt lại, chúng ta có cảm nhận rằng là nó chặt chàng, nó đỡ lỏng lẻo đúng không ạ? Ai cũng có cảm nhận về mặt chủ quan ấy, mình nghĩ là nó bớt lỏng lẻo ra và mình thấy nó không có lồi ra về mặt bình thường như chúng ta bó vào, thì đương nhiên là nhìn dưới cái lớp mà gọi là cái lớp bó keo á thì nó sẽ không có có zoom nữa. Thế nhưng mà kỳ thực cái chuyện này chúng ta gặp thường xuyên rồi, tức là tôi đang nói đến cái chuyện là nếu như mà chúng ta bó thường xuyên thì về mặt liệu pháp y mô mạch mọi người đã học, mọi người đã biết rồi, xem cái cơ sở khoa học, xem cái phim khoa học về cái y mô mạch rồi thì chúng ta sẽ thấy là sao ạ? Chúng ta càng bó thì tổ chức càng bị tổn thương. Lý do là chúng ta đang ép, đang khóa mấy cái mạch máu lại. Và khi máu nó tắc, mạch máu tắc thì đồng nghĩa với cái chuyện là mạch máu mà tắc thì đồng nghĩa với chuyện là gì? Hồng cầu không chui lọt được qua. Không chui lọt được qua thì tế bào sẽ bị bỏ đói, không có oxy, không có dưỡng chất và tế bào sẽ bị ngộ độc vì là không đào thải được chất thải xỉ, chất bài tiết và carbonic. Thì lúc này tế bào bị tổn thương, cơ quan bị tổn thương và càng lúc chúng ta bệnh càng trầm trọng. Nên là vừa rồi chúng ta có gặp một số trường hợp ấy, đầu tiên chỉ là suy giảm tĩnh mạch, sau đó thì đeo cái mới y khoa, vài năm sau thì bây giờ tàn tật luôn. Là thứ nhất là chân bị biến dạng cong, và thứ hai là cái khớp gối là bị phù nề rồi bị viêm luôn. Vì sao? Cứng khớp vì sao? Mà máu không tới nơi. Mọi người nhớ là tất cả mọi cái bộ phận trên cơ thể chúng ta đều là tế bào ấy, từ tế bào mà hình thành. Nếu mà máu không tới nuôi tế bào xương thì tổn thương tế bào xương. Máu không tới nuôi được tế bào gân thì tổn thương tế bào thần kinh, rồi tế bào cơ vân vân. Tất cả đều là tế bào hết. Do đó muốn phục hồi, việc đầu tiên vẫn phải là máu. Phải đưa được máu tới, phải đả thông được bế tắc. Ok chưa cô? Do đó mà muốn mà cái chứng mà chữa suy giảm tĩnh mạch chân, chúng ta nhớ là một số kỹ thuật đó, nhưng mà phải kết vào cái chuyện là chúng ta phải giải phóng bởi những cái bó buộc, những cái nịt đó. Giải phóng những cái nịt, ví dụ như là phụ nữ thì đừng có nên mặc những cái áo nịt ngực quá chật. Mặc áo nịt ngực quá chật hoặc là đừng có ham hố mà gặp sự cố. Là Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.